những mỹ nhân nghiện khoe body nhất Viz. Hóa ra Ngọc Trinh chưa phải là nhất, giữ gìn vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Các mỹ nhân không ngần ngại khoe đường cong sau bao nỗ lực ăn kiêng và tập luyện. Phương Trinh Jolie là một trong những nữ ca sĩ có hình thể đáng mơ ước nhất showbiz Việt. Sở hữu chiều cao 1,68m cùng số đo 3 vòng lần lượt là 84, 61, 95cm. Phương Trinh Jolie thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe vẻ gợi cảm trên mạng xã hội. Những bộ bikini là trang phục thường thấy mỗi lần nữ diễn viên đi biển, và cô nàng cũng luôn chăm chỉ đăng tải các bức hình trên mạng xã hội. Hơn nữa, ở hầu hết các sự kiện, Phương Trinh Jolie đều lựa chọn trang phục hở bạo nhằm khoe được vóc dáng săn chắc, vòng một khủng cùng nước da nâu bóng giòn. Mặc dù nhận được những lời khen về vóc dáng, mỹ nhân cũng nhận hàng loạt bình luận về những hình ảnh mát mẻ và bị cho rằng cô nghiện đăng ảnh khoe thân. Khánh My sở hữu thân hình đồng hồ cát đáng ghen tị với số đo 3 vòng 82, 61, 90. Lợi thế về vóc dáng chuẩn giúp cô tự tin hơn khi diện những trang phục cắt xẻ táo bạo để gia nhập hội mỹ nhân có vòng 3 khủng. Chân dài này đã bỏ không ít thời gian để tập luyện, vì thế cô nàng luôn tận dụng mọi khoảnh khắc để khoe vóc dáng của mình trên mạng xã hội. Có lần, Khánh My đăng tải loạt ảnh gợi cảm khi diện nội y xanh và tạo dáng khoe đường cong tuyệt mỹ của hình thể. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen có cánh, cô nàng lại nhận về nhiều nhận xét tiêu cực bằng chân quá bẩn mà leo lên giường. Khánh My rất tự hào về vóc dáng bốc lửa tự nhiên và làn da trắng xứ của mình. Ngọc Trinh, sở hữu số đo bốc lửa 84-56-93, Ngọc Trinh cho biết, không có cách nào khác ngoài ăn kiêng và tập luyện đều đặn mỗi ngày. Nữ hoàng nội y dù không tích cực khoe body triệt để trong mọi khoảnh khắc nhưng đa số hình ảnh được đăng tải trên cá nhân của Ngọc Trinh đều khiến người xem bỏng mắt. Không ít lần mỹ nhân không ngại rút sạch xiêm y để thực hiện những bộ ảnh khoe trọn số đo cơ thể hoàn hảo. Thậm chí, nhiều hình ảnh khoe thân của Ngọc Trinh từng gây nhiều tranh cãi, nhưng phải công nhận ở cái tuổi 30, mỹ nhân vẫn rất nuột nà và mơn mởn. Ellie Trần, bà mẹ hai con Ellie Trần cũng không hề kém cạnh với những mỹ nhân trẻ. Dù đã bước vào tuổi 32 nhưng vóc dáng nuột nà cùng cơ bụng số 11 của cô vẫn khiến nhiều gái trẻ phải ghen tị. Sở hữu số đo 88-56-92 cùng cân nặng 45kg, khiến cô từng nhận nhiều nhận xét về thân hình gầy gò. Không quá quan tâm đến dư luận, bà mẹ hai con càng tích cực chăm khoe ảnh với áo tắm nóng bỏng, táo bạo. Nhiều người rất khó để tin cô gái này đã trải qua hai lần sinh nở và hiện là mẹ của những nhóc tỳ dễ thương. Ellie Trần cho biết một lợi thế để giữ được vóc dáng nóng bỏng này là cô có cơ địa tốt nên dù ăn nhiều vẫn không tăng cân. Người đẹp không ăn kiêng, hàng ngày ăn nhiều rau xanh, cá, hoa quả tươi, cô cũng kết hợp tập luyện thể thao để giữ sức khỏe. Vũ Ngọc Anh là một cái tên mới góp mặt trong bảng xếp hạng những mỹ nhân nghiện, đăng tải những hình ảnh khoe dáng nóng bỏng trên mạng xã hội để sở hữu vòng một quyến rũ hơn. Người đẹp từng thừa nhận đã can thiệp giao kéo, hiện tại, số đo 3 vòng của Vũ Ngọc Anh lần lượt là 88, 69, 12. Nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, Vũ Ngọc Anh được fan dành tặng nhiều danh hiệu như bông hồng quyến rũ. Khi được hỏi bí quyết sở hữu vóc dáng nóng bỏng, khiến bao người ghen tị, Vũ Ngọc Anh tiết lộ, tôi yêu thích thể thao, từ nhỏ đã được chọn vào đội tuyển thi chạy bộ, tập gym và chơi thể thao giúp tôi có body gợi cảm, khỏe mạnh và trẻ lâu.